Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 6. Mở đầu sẽ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Chương trình nghệ thuật khai mạc tuần lễ Festival Huế 2022, sự kết hợp ấn tượng giữa truyền thống và hiện đại, giữa những màn nghệ thuật đặc sắc với các hiệu ứng âm thanh ánh sáng sôi động rực rỡ sắc màu, mở màn cho chuỗi hoạt động lễ hội sôi động. Lần đầu tiên tại thành phố Huế, hơn 600 người yêu yoga đã tụ hội về sự kiện đồng diện hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga 2022. Hôm nay, ngày 26 tháng 6, là Ngày Thế giới và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy. Cùng nhìn lại những nỗ lực trong công tác cai nghiện tại một đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thưa quý vị, tối qua 25 tháng 6, chương trình nghệ thuật khai mạc tuần lễ Festival Huế 2022 đã chính thức diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn Đại Nội Huế. Chương trình là sự kết hợp ấn tượng giữa truyền thống và hiện đại, như những màn nghệ thuật đặc sắc với các hiệu ứng âm thanh ánh sáng sôi động, rực rỡ sắc màu, mở màn cho chuỗi hoạt động lễ hội sôi động cả ngày lẫn đêm trong suốt một tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022. Tham dự chương trình, về phía Trung ương có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các địa phương, các vị khách quốc tế cùng đông đảo người dân và du khách. Phát biểu khai mạc tuần lễ Festival Văn hóa Nghệ thuật với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, trải qua hơn 20 năm, Festival Huế với giá trị thương hiệu của mình đã thực sự là một lễ hội văn hóa nghệ thuật có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, quảng bá điểm đến xinh đẹp, an toàn, thân thiện, cố đô Huế, Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Festival năm nay cũng chính là nỗ lực của Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung đưa cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch, và là sự kiện góp phần kích cầu du lịch với mục tiêu phát triển du lịch chủ động, bền vững, an toàn. Tuần lễ Festival 2022 là một chương trình trọng điểm rất là quan trọng, và chúng tôi muốn đem đến cho người xem những cái sản phẩm văn hóa của người Huế, nhưng đồng thời là đại diện cho văn hóa Việt Nam, là sự giao thoa của nét văn hóa truyền thống cùng với những cái thể hiện tươi mới của hiện đại. Chúng tôi hướng đến một cái festival được trải dài cho năm theo một cái hướng là cộng đồng, theo cái định hướng là tất cả người dân, du khách có thể cùng tham gia, cùng thực hiện, cùng tổ chức và cùng hưởng thụ các sản phẩm do mình tham gia tổ chức. Thì đây là một cách tiếp cận hết sức phù hợp với xu thế hiện nay. Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc với chủ đề Đất nước Thái Hòa, Bốn phương An Lạc kết hợp trình diễn thời trang áo dài trên nền hình ảnh trình chiếu 3D trên lầu Ngũ Phùng Ngọ Môn đã mang đến một Huế với những nét văn hóa đặc sắc nhưng vẫn hiện đại, phù hợp với tinh thần tôn vinh một thành phố xanh, phát triển bền vững, thể hiện những ước vọng về Huế, thành phố festival của châu Á. Với tinh thần hướng về Huế, sáng tạo nên một chương trình nghệ thuật đậm chất Huế và mang chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Đêm nghệ thuật khai mạc với những màn trình diễn được dàn dựng công phu mới lạ với sự kết hợp giữa hiệu ứng âm thanh, công nghệ chiếu sáng là sự tổng hòa giữa hình ảnh quê hương, con người Việt Nam được lồng ghép mềm mại vào những tà áo dài thước tha đã trở thành thương hiệu của Huế trong những năm qua. Tất cả tái hiện một thành phố Huế đẹp như một bài thơ đô thị, người ca vùng đất di sản cổ kính với bề dày truyền thống, nơi tinh hoa hội tụ. Cùng với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu thể hiện những nét riêng có của Huế như lục cùng hoa đăng, chầu văn, hương sắc ưng bình, chương trình khai mạc còn là sự kết hợp giữa âm nhạc với trình diễn thời trang áo dài độc đáo, với bộ sưu tập áo dài liên phùng giao hòa và bộ sưu tập chủ đề tinh khôi, tôn vinh tính cách và thân thái của người phụ nữ, làm nên phong thái định đạt, chỉnh nhân quân tử của người đàn ông. Đặc biệt nhất là hình tượng chim phượng hoàng và cây ngô đồng xuyên suốt, là sự thể hiện ước mong vươn tới phát triển đi lên của Thừa Thiên Huế. Thời tiết rất là đẹp, rất thuận lợi, và cái chương trình chầu văn đã tốt, rất thích. Cũng mong là quý vị ở Festival Huế và cùng với khách du lịch đến một năm đón Festival Huế rất cùng một năm tuyệt vời. Mình thấy là tiết mục nào cũng hay, nhưng mà đối với mình thì cứ những tiết mục về Huế, ví dụ như là vừa nãy có tiết mục Huế thì mình thấy rất thích và cùng rất muốn xem.
bang, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình khai mạc Festival Huế 2022 đã thực sự để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi du khách, góp phần thể hiện một festival kết nối giữa Huế trong lịch sử với Huế hiện tại để tiến tới một Huế trong tương lai, thể hiện được những nét văn hóa đặc sắc nhất của cố đô Huế và để Huế thực sự trở thành một thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Và ngay sau lễ khai mạc vào tối 25 tháng 6 tại quảng trường Hoàng Môn Đại Nội Huế, rất nhiều những hoạt động văn hóa, thể thao, những lễ hội đặc sắc sẽ được tổ chức tại thành phố Huế và các địa phương lân cận. Mở đầu cho một tuần lễ rất nhiều chương trình đặc sắc và thể hiện một Huế kết nối một Huế hiện đại trong tương lai. Sáng nay tại Ngân Lương Đình, thành phố Huế, lần đầu tiên hơn 600 người yêu yoga đã tụ hội về sự kiện đồng diện hưởng Ngày Quốc tế Yoga 2022. Sự kiện do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức trong khuôn khổ tuần lễ Festival Huế 2022. Tham dự có Phó Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ, ông Prasad Gupta, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các đơn vị đối tác. Phát biểu tại chương trình, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội, ông Ubas Prasad Gupta nhấn mạnh, yoga không chỉ là sự hợp nhất của thân, tâm, trí và sự hòa hợp trong chính bản thân mỗi người, mà còn là sự hòa hợp giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên. Phó Đại sứ gửi lời cảm ơn các đơn vị đã phối hợp tổ chức ngày hội yoga, tạo sự kết nối giao lưu giữa nhân dân hai nước. Sau nghi thức thắp nến truyền thống, hơn 600 người đã cùng nhau thực hiện màn đồng diễn yoga với những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, lan tỏa thông điệp sống xanh, sống khỏe, sống an lành tới cộng đồng. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng tuần lễ festival, sự kiện này cũng góp phần quảng bá hình ảnh cố đô Huế đến với bạn bè khắp nơi về một vùng đất có thiên nhiên tươi đẹp, người dân thân thiện, hiền hòa. Trước đó, chương trình Ngày Quốc tế Yoga 2022 đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành với gần 6.000 người tham dự trực tiếp và hàng triệu người hưởng ứng trên mạng xã hội. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chiến dịch Bảo vệ gia đình Việt, bảo vệ sức khỏe Việt của Bảo Việt Nhân Thọ. Cùng tại sự kiện, Bảo Việt Nhân Thọ đã trao tặng 30 suất học bổng từ Quỹ Xe đạp Chở Ước Mơ cho các em học sinh nghèo có thành tích tốt trong học tập trên địa bàn thành phố Huế, như một lời khích lệ động viên các em tiếp tục cố gắng vươn lên. Bảo tàng đồ sứ Kỷ Kiều Thời Nguyên phối hợp với Trung tâm Phật giáo Liễu Quán trưng bày chuyên đề Dấu ấn Phật giáo trên gốm cổ Satsuma, Nhật Bản. Triển lãm trưng bày hơn 100 hiện vật gồm Gosho Blue và Kyo Satsuma được tạo tác thủ công tinh xảo trong kỷ nguyên Thiên Hoàng Minh Trị. Các hiện vật chủ yếu là tượng Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca, các cặp bình, chóe, bồ trà, nắp lư đồng. Gốm Satsuma nổi tiếng không chỉ ở độ khó trong công đoạn làm thai gốm mà còn thể hiện sự tinh tế qua việc nung thủ công, vẽ kỹ thuật thổ cẩm với các họa tiết sống động được nhũ vàng. Suốt 150 năm qua, lịch sử cho thấy không có đồ gốm sứ nào có thể cạnh tranh với tay nghề thủ công chế tác gốm Satsuma trong việc phân bổ hài hòa màu sắc trên nền trắng ngà, men ráng nhuyễn cùng kỹ thuật đắp nổi, chạm khắc, công phu tuyệt mỹ của nghệ nhân Nhật Bản. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Giải đua thuyền SUP Huế 2022 mở rộng hưởng tuần lễ Festival Huế đã chính thức khởi tranh vào chiều qua. Diễn ra tại khu vực bến thuyền cầu đi bộ Gỗ Lim, Huế SUP Race 2022 tiếp nối hai sự kiện được diễn ra tại Huế trước đây, thu hút hơn 120 vận động viên từ các tỉnh Bắc Trung Nam và người nước ngoài tham gia. Các vận động viên thi đấu với các nội dung Long Cross Race 6 km, Sprint 200m và Kid Race 1 km. Trong đó, nội dung Race Kid dành cho vận động viên từ 8 tới 14 tuổi, các nội dung còn lại dành cho vận động viên từ 14 tuổi trở lên. Ngoài các nội dung trên, các đơn vị còn biểu diễn máy bay và cano nước mô hình, đồng thời tiến hành chương trình ngày hội chèo súp trên sông Hương. Hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá các điểm đến, các di tích lịch sử, văn hóa, khẳng định Huế là điểm đến xanh, sạch đẹp, môi trường thân thiện, lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Chuyển sang những thông tin khác. Cùng với sự phục hồi của thị trường du lịch sau đại dịch, giá vé máy bay đến các điểm nóng du lịch mùa hè cũng đang tăng. Thời điểm hiện tại, giá vé cho các chuyến bay đến các địa điểm du lịch nội địa vào cuối tháng 6 và tháng 7 tăng mạnh theo từng ngày. Cụ thể, vé khứ hồi đường bay Hà Nội-Đà Nẵng của Vietnam Airlines dao động từ 3 đến 5 triệu đồng, Bamboo Airways khoảng 3 đến 4 triệu đồng tùy giờ bay. Tương tự, đường bay Hà Nội-Phú Quốc, giá vé của Vietnam Airlines và Bamboo Airways dao động từ 4 đến 10 triệu đồng một cặp vé khứ hồi. Với đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé của Vietnam Airlines cao nhất tới 11 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi, Bamboo Airways khoảng 10 triệu đồng và Vietjet Air là 7 triệu đồng.
So với đầu năm và cả năm 2021, mức giá trên đã tăng gấp đôi. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký công văn gửi Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cấp tỉnh. Lưu ý Ban chỉ đạo cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh tại địa phương, đảm bảo an toàn, trung thực, khách quan, xây dựng phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi, không thu phí dự thi đối với tất cả đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển và mã số của từng phương thức xét tuyển đại học năm 2022. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay các thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Đây là năm đầu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khoảng thời gian trên, các thí sinh được đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh tra cứu kỹ thông tin về mã trường, mã tuyển sinh, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập liệu chính xác, tránh sai sót, nhầm lẫn. Tiếp tục với những thông tin từ địa phương cơ sở, Ban quản lý rừng phòng hộ sông Hương phối hợp với hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà và Ủy ban nhân dân xã Bình Tiến tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô nóng năm 2022. Tham gia buổi tuyên truyền lưu động có trên 50 cán bộ là lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ sông Hương, lực lượng kiểm lâm thị xã, cán bộ công an quân sự và đoàn viên thanh niên xã Bình Tiến. Nội dung tuyên truyền là phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, vận động người dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng. Bằng các hình thức tuyên truyền sinh động, trực quan thông qua hệ thống loa truyền thanh, loa cầm tay, pano, áp phích, đoàn đã diễu hành qua các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư và đến từng các thôn trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thị xã Hương Trà. Hàng năm, đơn vị rất chú trọng công tác tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đặc biệt là trong mùa nắng nóng, thì đơn vị đã tổ chức là họp cùng dân cư tuyên truyền đến các hộ gia đình cũng như là phát tờ rơi và pano áp phích, và đặc biệt là hôm nay là chúng tôi là tổ chức là tuyên truyền lưu động phối hợp với chính quyền xã Hạc Lâm và đoàn thanh niên của địa phương và dân quân tự vệ công an để tuyên truyền lưu động đến từng thôn bản và từng đường liên thôn liên xóm. Năm 2021, trên địa bàn thị xã Hương Trà xảy ra 12 vụ cháy rừng, trong đó có 8 vụ cháy gây thiệt hại rừng với diện tích là 13,3 ha. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do xử lý thực bì, đang lưng tinh. Bằng kinh nghiệm thực tế, năm nay, thị xã Hương Trà đã xác định rõ những vùng trọng điểm thường xảy ra cháy rừng, đồng thời xây dựng các kịch bản, tình huống và các phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân được đặt lên hàng đầu. Việc tuyên truyền lưu động giúp chính quyền địa phương, người dân và các ngành chức năng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rừng, từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy rừng là công tác tuyên truyền là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của hạt kiểm lâm. Cho nên là ngoài công tác tuyên truyền ở trên loa phát thanh của chính quyền địa phương, thì công tác tuyên truyền lưu động là một hình thức rất là quan trọng. Qua đó để mà truyền tải những cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tầng người dân và giúp cho người dân nâng cao ý thức trong công tác quản lý bảo vệ rừng và cùng chung nhau để mà quản lý bảo vệ rừng được tốt, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra và giữ những cánh rừng mãi tươi xanh, đúng như lời dạy của Bác: rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ và xây dựng thì rừng rất quý. Trong thời điểm mùa khô nắng nóng gay gắt, hàng chục nghìn hecta rừng của thị xã đang đứng trước hiểm họa của giặc lửa. Với những phương án giải pháp cụ thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, chính quyền địa phương, chủ rừng, quân chúng nhân dân, Hương Trà sẽ nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng cũng như thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang tổ chức lễ meeting tuần hành hưởng Ngày Thế giới và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6.
Tại buổi lễ meeting, lãnh đạo huyện Phú Vang kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là luật phòng chống ma túy. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân chung tay vào cuộc đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng khối phố, thôn, xóm, làng xã văn hóa, cơ quan công sở văn minh, xây dựng xã thị trấn không có ma túy. Các ngành chức năng mở nhiều đợt tấn công, truy quét, triệt phá và xử lý nghiêm trước pháp luật các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy. Sau lễ meeting, tất cả các lực lượng tham dự đã diễu hành tuyên truyền luật phòng chống ma túy, những tác hại của ma túy trên địa bàn huyện Phú Vang. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thị xã Hương Trà cho biết, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Công Hóa, Phan Văn Hữu, Mai Phương, Dương Thị Minh Huế cùng sinh năm 1993, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền và Phan Phương Thảo sinh năm 2002, trú tại phường Tử Hà, thị xã Hương Trà. Trước đó vào tối ngày 23 tháng 6, đối tượng Hoàng Công Hóa rủ các đối tượng trên đến nhà trọ của Hóa tại tổ dân phố 7, phường Tử Hà để sử dụng ma túy. Hóa mua 2 viên ma túy dạng thuốc lắc và 2 chấm ma túy dạng ketamin với giá 2,5 triệu đồng rồi đem về tổ chức cho các đối tượng sử dụng tại nhà trọ của mình. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, khi các đối tượng đang phê ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Được biết, đối tượng Hoàng Công Hóa đã có 3 tiền sự về hành vi đánh nhau và sử dụng trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, bên cạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh với tệ nạn ma túy, thì công tác cai nghiện ma túy là một giải pháp quan trọng giúp giảm số lượng người nghiện trên địa bàn. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, một đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, có chức năng cai nghiện cho các đối tượng bắt buộc. Những năm qua, dù vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều học viên sau khi cai nghiện trở về cộng đồng có sức khỏe và tinh thần ổn định. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là một buổi sinh hoạt ngoại khóa dành cho các học viên cai nghiện. Bên cạnh tạo không khí thoải mái, những giờ sinh hoạt tìm hiểu về pháp luật như thế này cũng là một cách giáo dục để các học viên có thêm các kiến thức cần thiết, qua đó củng cố hơn quyết tâm cai nghiện thật tốt để sớm được trở về với gia đình. Thời gian đầu là sức khỏe được ổn định nên vào đây là có được sự quan tâm của mấy thầy cô bên y tế, là dần sức khỏe hiện tại là em vô được 4 tháng mấy ngày rồi, sức khỏe cải thiện rất nhiều. Cũng đồng thời trong lúc sinh hoạt và làm nghề là mấy thầy bên chỗ giáo dục dạy nghề là quan tâm và tư vấn với là bà bán bọn em rất tốt. Em nhận thấy thời gian của các thầy cô rất quan tâm các học viên, môi trường ở thì rất tốt, sinh hoạt anh em rất là đoàn kết, giúp mình nhận biết được cái điều sai trái của mình. Trung tâm Bảo trợ Xã hội hiện nay đang cai nghiện cho 21 đối tượng bắt buộc được tòa án tỉnh gửi đến. Nếu như trước đây phần lớn là nghiện heroin thì hiện nay đa phần các đối tượng đều nghiện ma túy đá, một chất kích thích khá mạnh, và để cai được thì cần thời gian dài hơn cũng như kết hợp nhiều liệu pháp. Hiện nay ngoài các giờ sinh hoạt bắt buộc, các học viên còn được tham gia học nghề, sinh hoạt các hoạt động thể dục thể thao để giúp thần kinh được ổn định hơn, qua đó đẩy nhanh quá trình cai nghiện. Thời gian vừa rồi thì phải nói là một điều đáng phấn khởi là các em vào đây là yên tâm, và có một số em thì qua cái tham gia các hoạt động rồi tham gia các lớp nghề, rồi một số em có ý thức rất là tốt, cho nên cũng đề nghị tòa án có cái giảm thời hạn cho các em. Và số lượng giảm hạn cho các em thời gian vừa rồi từ đầu năm đến nay cũng trên 20 em được giảm hạn về trường thời hạn. Một khó khăn hiện nay của trung tâm là cơ sở vật chất còn chật chội và thiếu bác sĩ chuyên môn. Những lúc cao điểm, có lúc phải quản lý hơn 50 học viên nên phải bố trí 4 người vào một phòng. Đối với khu vực cắt cơn thì cũng chỉ được 3 phòng nên rất vất vả trong công tác bố trí để tránh các trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Cũng mong rằng là đã có cái chủ trương của tỉnh rồi, đã có cái nguồn của trung ương thì sớm triển khai để xây dựng các cái cơ sở nhà ở rồi các cái công trình phụ trợ ở phần đất mở rộng của trung tâm để thực hiện cái chức năng cai nghiện này nó ngày càng nó có hiệu quả hơn. Cai nghiện là chuyện của các đơn vị chức năng, nhưng để không xảy ra tình trạng tái nghiện thì cần phải có sự vào cuộc của gia đình và cộng đồng. Những sự động viên chia sẻ và đón những người nghiện trở về trong trạng thái không kỳ thị sẽ là động lực lớn để người nghiện vượt qua mặc cảm trong quá khứ để trở thành người tốt,
cùng đóng góp xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.